Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của Nắng Solar. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái review so sánh hai cái đèn năng lượng mặt trời về cái độ sáng của nó. Đèn 100W và đèn 200W, đèn bóng đèn điện năng lượng mặt trời Solar Light. Thì hiện tại trước mắt anh em đây mình vừa lắp xong hai cái tấm năng lượng mặt trời, gọi là tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà theo hướng nam, bắc nam. Đó. Thì mình lắp ở trên mái nhà, cái mái nhà này là nhà mình. Đó, tranh thủ thời gian rảnh gần Tết thì mình lắp mấy cái bóng cho nó sáng chơi. Và mình cũng xem luôn cái độ sáng hai bóng khác nhau nhiều không. Đó. Thì mình vừa mới lắp xong. Thì cái tấm pin này anh em lắp chú ý để cho nó có cái độ nghiêng từ 9 đến 15 độ để theo hướng bắc nam để nó có độ đón nắng tốt nhất. Thì cái này mình sẽ bắt trực tiếp lên cái xà gồ ở nhà. Đây là cái tấm ba leo này là của bóng đèn 200W này. Dây mình sẽ nổi xuống dưới treo ở trước nhà. Cái này là tấm năng lượng mặt trời của bóng đèn 100W. Đó, thì mình lắp xong rồi mình kéo xuống dưới hai bên hai bóng. Xíu mình sẽ xem cái độ sáng nó như thế nào. Bây giờ mình xuống dưới mình bật lên đã. Đó, thì hiện tại đang là buổi tối, mình đã đang cho hai đèn bật. Đó, thì hai đèn đã bật. Thì bên phải anh em đây là cái đèn 100W và bên trái là đèn 200W. Thì bây giờ mình sẽ so sánh cái độ sáng nó đi. Đấy, so sánh độ sáng của nó. Thì bây giờ mình sẽ tắt cái đèn 100W đi. Tắt đèn 100W bên này đi. Điều khiển remote. Đó. Thì còn đèn 200W đang sáng. Nói chung là đèn 200W thì nó sẽ sáng hơn đèn 100W. Kể ra cái đèn này nó còn sáng được hơn nữa. Tại vì mình treo nó hơi là thấp. Chiều cao từ cột lên đèn nó chỉ khoảng 2 mét thôi. Cái này mình treo lên khoảng tầm 4 đến 5 mét, cao gấp đôi vậy thì cái độ tỏa sáng nó sẽ được rộng hơn. Bây giờ mình sẽ bật cái đèn 100W lên và mình tắt đèn 200W đi. Mình sẽ tắt đi hơi xa. Quay ra sân. Đó. Nói chung là đèn 100W cũng khá là sáng đấy. Sáng lắm. Cái này treo cao nữa thì sáng lắm mọi người. Thì hiện tại mình sẽ xem cái đèn nó còn bao nhiêu dung lượng nữa. Như cái đèn này hiện tại đang còn 88% năng lượng dự trữ. 88% thì hiện tại bây giờ đang là 22:53. 2:53 thì mình đã cho sáng từ lúc từ 6 giờ rồi. 6 giờ chỗ mình là tối rồi thì mình bật để chế độ auto nó tự sáng. Đó, thì hiện tại đang còn 88% thì đến sáng mai thì mình nghĩ nó cũng chỉ hết được khoảng nó sẽ còn được khoảng tầm 40-50%. Đó. Thì như vậy là cái bóng đèn thì mình sẽ thắp sáng nguyên một đêm luôn. Và ban ngày có nắng nó hấp thụ năng lượng từ tấm panel, tấm pin ở trên mình lắp trên mái và nó sẽ chuyển nguồn năng quang năng thành điện năng, nó sẽ nạp vào cái đèn. Trong cái đèn này, nó sẽ có bộ pin lưu trữ tích lũy điện. Ban đêm thì mình sẽ bật lên để sáng. Thì cái đèn này á thì nó có các cái tính năng. Thứ nhất là mình sẽ điều khiển được từ xa này, bật từ on off điều khiển bằng remote này, và điều khiển chế độ sáng. Điều khiển chế độ sáng 50%, 100% này. Điều chỉnh chế độ sáng thì tùy theo ý của mình này. Và chạy chế độ auto này. Auto là tối tự sáng này. Và sáng sẽ tự tắt. Và khi chạy chế độ auto thì mình sẽ ấn nút 3 giờ, 5 giờ, 8 giờ. Thì nó sẽ khi auto thì khi tối thì đèn sẽ tự động sáng. Ấn thêm 3 giờ là sáng, sau 3 giờ nó sẽ tự tắt. Chứ không phải là để sáng đến sáng mai và nó sẽ tự tắt nữa. Đó. Có mức chọn mình 3 giờ, 5 giờ, 8 giờ. Thì hiện tại mình để auto không, mình không chọn thời gian là 5 giờ hay là 8 giờ nữa, thì cứ để cho sáng cả đêm luôn. Đó. Thì rất là tiện, điều khiển bằng remote. Một cái đèn, một cái hai cái bóng đèn mình sẽ điều khiển chung được cùng một, tích hợp một cái remote. Thế nó rất là tiện. Đó. Không phải là hai cái là mình thay bằng hai cái remote. Đó. Với lại
Cái đèn này thiết kế với IP67, chống nước, chống bụi, rất là cao. IP67 là cao rồi, 65 là cũng tương đối, 6667 IP chống nước vậy là rất là cao. Vậy nên mọi người treo ngoài trời mưa nắng gió thì cũng không phải lo gì cả. Cái đèn này nó rất là ưu điểm tại cái chỗ, thứ nhất là mình sẽ tiện lắp đặt và chiếu sáng cho những cái nơi mà không có điện lưới, trong rừng, trong rẫy gì đó, trời có nắng là mình có thể sử dụng được đó. Và mình sẽ tiết kiệm được thứ nhất là tiền điện, và cái thứ hai là lắp đặt nó rất là dễ dàng, thao tác lắp đặt rất là dễ dàng. Chỉ cần lắp tấm pin lên chỗ có nắng và lắp cái đèn lên cái chỗ nào mình cần sáng và mình có thể dùng được rồi đó. Thì cái lợi ích của nó mình thấy khá là hay ho, thì giới thiệu đến cho mọi người đó. Đặc biệt là rất là dễ thi công lắp đặt, bất cứ ai cũng có thể lắp đặt được. Đây. Đèn được bảo hành 2 năm tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp điện công nghiệp năng lượng Bình Bang. Thì anh em có nhu cầu liên hệ đặt đèn năng lượng mặt trời thì liên hệ số hotline 0888 999 084 để mình báo giá đèn cho tất cả anh em đó. Thì hàng mình sẽ miễn phí vận chuyển quanh nội thành Hồ Chí Minh và miễn phí vận chuyển đi các cái tỉnh khi anh em đặt mua đèn năng lượng mặt trời đó. Cảm ơn tất cả mọi người đang theo dõi kênh của mình, và đừng quên đăng ký kênh để kênh Nắng Solar càng ngày càng phát triển mạnh hơn, để ra những cái video và những cái sản phẩm mới và hay ho hơn cho mọi người, gửi đến mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video này. Xin thân ái chào tạm biệt.